Không còn giấu giếm, Trịnh Thăng Bình công khai đi xem phim cùng bạn gái xinh đẹp. Dù cả hai đều chưa lên tiếng xác nhận, nhưng thường xuyên dính nhau như Sam và dành cho nhau những cử chỉ khá thân mật. Trịnh Thăng Bình đã thoải mái dẫn bạn gái đi xem phim cùng gia đình Trấn Thành sau những tin đồn cặp đôi đang yêu nhau. Vào khoảng đầu năm 2019, khán giả bất ngờ với loạt ảnh Trịnh Thăng Bình và Lịch Kim Cương cùng đi du lịch và dành cho nhau cử chỉ khá thân mật tại Đà Nẵng. Chưa dừng lại ở đó, suốt thời gian qua, cư dân mạng thường xuyên soi được việc Trịnh Thăng Bình, Lịch Kim Cương có những bộ đồ đâu giống nhau. Mới đây, không còn giấu giếm, Trịnh Thăng Bình đã thoải mái dẫn bạn gái đi xem phim cùng gia đình Trấn Thành. Trong những bức ảnh được vợ chồng Harry Won chia sẻ, có thể thấy cả hai khá thoải mái công khai mối quan hệ với bạn bè. Trịnh Thăng Bình cùng bạn gái tin đồn đi xem phim với bạn bè. Trước đó, trong dịp đầu năm mới, Lý Quý Khánh cũng đăng tải hình ảnh những người bạn thân thiết đến chơi nhà, ngoài vợ chồng đoan trang Hà Hồ Kim Lý. Đáng chú ý còn có sự xuất hiện của nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình đi cùng cô nàng Lít Kim Cương, thành viên nhóm Li Man. Sau tin đồn đang hẹn hò chưa từng lên tiếng xác nhận, thời gian gần đây cặp đôi dính nhau như Sam, họ cũng không có hoạt động nghệ thuật nào nổi bật. Đến thời điểm hiện tại, cặp đôi đều chưa có phản hồi gì liên quan đến những sự trùng hợp này. Nhưng việc xuất hiện bên nhau, nhưng người hâm mộ vẫn luôn xôn xao bàn tán về một cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Hy vọng trong thời gian sắp tới, cặp đôi sẽ công khai chuyện yêu nhau với khán giả. Phản ứng của Sao Việt khi Thanh Duy bị cộng đồng mạng chỉ trích làm lố khi thể hiện tình cảm với Đan Trường. Thanh Duy Idol buồn bã lên tiếng khi bị dân mạng chỉ trích làm lố khi thể hiện tình cảm khi gặp thần tượng Đan Trường trong một show truyền hình. Thanh Duy lên tiếng về việc bản thân hơi quá khích, làm lố trên sóng truyền hình khi gặp lại thần tượng của mình. Tuy nhiên, nhiều Sao Việt đã động viên và thể hiện tình yêu mến với Thanh Duy. Cách đây vài ngày, qua số 12 của chương trình Kiếp Vui Vẻ, Đan Trường xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt. Nam ca sĩ Đi Về Nơi Xa là giọng ca đình đám, gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X và 9X đời đầu. Gặp lại thần tượng của mình tại đây, Thanh Duy Idol không giữ được bình tĩnh và vô cùng xúc động. Á quân Việt Nam Idol năm 2008 đã kể lại rành mạch việc sưu tầm hình ảnh thần tượng từ sách báo và thuộc nằm lòng để mỗi khi show diễn nào của Đan Trường cần người hát chung, anh sẽ giơ tay. Chưa hết, Thanh Duy còn kể, mỗi khi anh Bo về quê diễn, 6 giờ anh đã đi mua vé ngồi hàng đầu để chờ đến khuya mới xem được Đan Trường. Những chia sẻ rất chân thật của anh bị một số ý kiến cho rằng nam ca sĩ thể hiện hơi lố. Thanh Duy bật khóc khi gặp Đan Trường trong game show, chứng kiến phải sự chỉ trích của dư luận. Trên trang cá nhân của mình, Thanh Duy Idol chia sẻ, mình thần tượng anh Đan Trường cũng đã hơn 20 năm nay. Bên cạnh đó, mình còn thần tượng chị Mỹ Tâm. Điều này thì ai cũng biết rồi. Lên thời sinh viên thì mình mê chị Lương Bích Hữu, sau đó thì mình mê chị Như Quỳnh và gần nhất là thêm cô Hoàng Oanh, cô Ái Như. Chưa kể những nghệ sĩ quốc tế như Châu Tấn mình rất mê. Gần đây như Như Ý Chuyện. Âm nhạc thích Siran, Sam Smith, gần đây mình nghe thêm cả Karik, Billie Eilish. Còn rất rất nhiều những nghệ sĩ tài năng mình rất ngưỡng mộ và xem họ như những quyển sách sống để kính trọng và học tập theo. Nghệ sĩ mình yêu mến và thần tượng rất nhiều, thì đó có gì sai sao mọi người? Không lẽ khi gặp người mình yêu mến, mình không được thể hiện điều đó ra? Và mình cũng thừa nhận rằng bản thân đôi khi cũng thuộc dạng hipper, ruột để ngoài da, có gì nói đó. Mỗi người một tính, bạn đâu thể bắt mọi người phải sống giống bạn được. Có người hướng nội thì có người hướng ngoại, và cũng có người ngoài sáng, cũng có người trong tối. Dùng mọi lời lẽ miệt thị nặng nề và cay nghiệt để tấn công mình, cười cợt và làm tổn thương mình. Mình xin lỗi nếu những hành động hành vi trên sóng truyền hình của mình có thể không vừa mắt một ai đó. Nhưng mình khẳng định, tất cả đều xuất phát từ tâm hồn vô hại vô tư không tính toán. Nhưng nếu sẽ hay hơn nếu bạn không thấy này, bạn không thấy kia, thì bạn có còn là bạn nữa hay không? Người yêu sẽ yêu, người ghét sẽ ghét, chân lý là thế, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy buồn thật buồn. Thậm chí ngay sau khi Thanh Duy Idol chia sẻ, Đan Trường cũng lên tiếng an ủi, động viên và thể hiện sự yêu mến. Dưới phần bình luận, Đan Trường bất ngờ và động viên đàn em. Anh Bo không quên nhắn nhủ, Duy à, em cứ biểu hiện cảm xúc như vậy cho anh. Ai không thích không sao, nhưng anh thích là được rồi. Em hãy là em, một chàng trai vui tính và đầy năng lượng. Có bao nhiêu người làm được như em đâu, không được buồn chuyện vớ vẩn nhé, mãi thương em. Nhận được lời động viên từ thần tượng, Thanh Duy đã lấy lại được tinh thần phấn chấn. Anh ơi trời ơi, em vừa tát vô mặt mình ba cái để chắc chắn đây là sự thật. Anh buồn bã chia sẻ. Khổng Tú Quỳnh chia sẻ, em cũng nhiều thần tượng và ngưỡng mộ mà anh, đừng lo, có giết có hại ai đâu mà sợ, cố lên.
Trung Quân, em yêu anh ạ, từ hồi mình còn đoàn viên. Hồ Việt Trung, mấy người nói sau lưng kệ bà nói em, có ngon nói trước mới hay, bình tĩnh, đừng mắc bẫy tụi nó nha em. Tú Vi, Vi thấy xúc động luôn ái Duy, thích nhiều người thì có gì sai, ghét nhiều người mới có vấn đề chứ. Ốc Thanh Vân, em cứ như vậy em yêu nhé, chị yêu ai thích ai chị cũng sướng trú lên cơ mà. Lương Bích Hữu, đừng buồn em Duy ơi, không đáng để buồn và cũng không việc gì phải xin lỗi nè. Chị có xem thấy em thể hiện cảm xúc rất cảm động, rất dễ thương mà. Chính người mười ý cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người, em vẫn cứ chính là em nhé. Vẫn cứ thể hiện cảm xúc của chính mình, cảm ơn em vì đã từng mê chị. Bên dưới dòng trạng thái của nam ca sĩ Thanh Duy là những bình luận an ủi động viên, đầy yêu thương của Sao Việt dành cho nam ca sĩ. Có lẽ chuyện thần tượng một ai đó khi gặp thể hiện sự yêu mến, mến mộ là điều rất bình thường. Việc Thanh Duy lên tiếng cũng là điều quá ức chế khi bị nói chỉ trích là làm lố. Sau câu chuyện này, cư dân mạng cũng phải có cái nhìn rộng hơn, thoáng hơn nữa. Đừng nên phán xét điều gì. Gái xinh chưa chắc có quà, nhưng có ba thứ đắt giá giống Nhã Phương đảm bảo được chồng yêu. Người ta vẫn thường nói phụ nữ khi yêu hay chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí có cả những cây đắng bất hạnh. Nhưng có những người phụ nữ tưởng như quá bị lụy, đã làm chủ cuộc yêu của mình bằng một tình yêu lý trí, và Nhã Phương là như vậy. 3 năm kể từ khi nắm chặt tay nhau, công khai tình yêu tại lễ ra mắt phim 49 ngày, mối tình của Trường Giang và Nhã Phương liên tục gặp sóng gió. Dẫu vậy, cũng đủ để mọi người thêm lòng tin tưởng vào tình yêu là có thật giữa showbiz thị phi. Từng không ít lần bị dư luận lên án đồn thổi và vạch trần Trường Giang bắt cá hai tay với những người đẹp khác, nhưng cuối cùng Nhã Phương vẫn là cô gái hãnh diện khoác lên bộ váy cưới, cùng vái lạy trước tổ tiên họ hàng và danh chính ngôn thuận trở thành người nắm giữ cuộc đời của nam danh hài. Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, dư luận đã gọi tên đến những cô nàng từng bù lu bù loa kể chuyện với Trường Giang. Nhớ lại thời điểm đen tối đó, không ít người bày tỏ thái độ phẫn nộ với nam danh hài và xót xa cho Nhã Phương khi gặp kẻ trăng hoa. Nhưng giờ đây mới biết ai thực sự là người được quà, bởi Nhã Phương vô cùng khôn khéo và bản lĩnh thế nào trong cuộc sống. Thế mới thấy phụ nữ sống thế nào mới thực sự khôn ngoan luôn là vấn đề hàng đầu với nhiều chị em. Im lặng nghĩ là yếu đuối, không, đó là quyền năng của kẻ thông minh. Đôi lúc im lặng không phải sợ hãi, là kẻ thua cuộc, mà đó chính là kế sách vô cùng hiệu quả của người phụ nữ khôn ngoan. Huống gì tồn tại giữa showbiz đầy thị phi, chỉ cần một phát ngôn hớ hên là nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng để bao người soi mói. Giữa lúc dư luận thi nhau vạch mặt Trường Giang hay rõ nước mắt xót xa cho đời Nhã Phương gặp kẻ bạc bẽo, nữ diễn viên vẫn nhất nhất giữ sự im lặng cho bản thân, không phát ngôn về chuyện cá nhân, thậm chí tạm lánh truyền thông đã giúp hình ảnh Nhã Phương hoàn toàn không bị lấm bẩn giữa bão tin đồn. Không khóc lóc, không van xin, không rên rỉ bằng những status dài đằng đặc trên Facebook. Đơn giản là Nhã Phương tỏ ra hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện Trường Giang và những người tình. Dù sự thật là rất khó bơ đi, và rằng có thể cô ấy vẫn dành cả tá thời gian để check in tin tức của họ liên tục. Lúc này Trường Giang hẳn sẽ cảm thấy lạ rằng tại sao việc đó lại khiến người con gái của mình giận dân đến vậy và bắt đầu không còn dịp để quan tâm đến người khác nữa. Suy cho cùng, việc tảng lờ câu chuyện ồn ào đó không chỉ khiến cho Nhã Phương cảm thấy thoải mái hơn, mà giúp cô ấy giữ vai trò vững chắc trong cuộc tình với tư thế ngẩng cao đầu. Tôi chưa bao giờ cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ làm gì, nhưng tôi không có thói quen gặm nhấm nỗi buồn. Chỉ có mình mới chịu trách nhiệm với chính mình mà thôi, không ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân mình. Muốn phụ nữ vâng lời, đàn ông hãy lắng nghe và chia sẻ cùng họ, Nhã Phương từng cho biết. Sự tôn trọng đi đôi với tin tưởng. Còn nhớ, thời điểm năm 2016 khi mới công khai hẹn hò, Trường Giang đã bị chân dài Quế Vân lật tẩy sự đa tình. Quế Vân chia sẻ những hình ảnh tình cảm, đoạn ghi âm yêu thương của Mười Khó. Quế Vân còn tiết lộ Trường Giang hứa hẹn rất nhiều nhưng rồi phụ bạc, rồi kéo theo đó là sự xuất hiện của nam em Khánh My. Dư luận đã tưởng Nhã Phương sẽ chia tay Trường Giang sau bê bối tình cảm, thế nhưng sau đó cô lại đăng ảnh tay trong tay cùng anh, khiến dư luận bất ngờ. Có những điều tôi đã biết trước, đã tha thứ bỏ qua cho anh ấy rồi, vì thế sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng là chuyện tôi đã biết. Tôi đã bỏ qua và coi đó là quá khứ, Nhã Phương nói. Tại sao Nhã Phương không lồng lộn ghen tuông, không mãnh liệt nói lời cay đắng? Đơn giản chỉ vì cô có lòng tin và sự tôn trọng. Cô tin vào bản thân, vào sự lựa chọn của mình và tin cả phần của Trường Giang. Dù ai đó hay truyền thông cứ miệt mài thêu dệt những thị phi, Nhã Phương vẫn nhất nhất đặt trọn niềm tin vào cuộc sống. Thậm chí ngay cả việc Nhã Phương chấp nhận đám cưới với Trường Giang thì đó cũng là lựa chọn không tồi của riêng cô. Thật đấy, có ai dám chắc rằng người đàn ông thoạt nhìn tốt hơn Trường Giang có thể đem đến cho cô an toàn, hạnh phúc lâu dài?
Subic đã có không ít những tấm gương kiểu vậy. Giàu có không đảm bảo hạnh phúc, đại gia không đồng nghĩa với người đàn ông hoàn hảo. Còn Nhã Phương, biết đâu người đàn ông không hoàn hảo trong mắt đám đông lại là lựa chọn đúng đắn của cô. Quan trọng hơn, người đàn ông được cô thứ tha, được cô chấp nhận đi ngược lại với dư luận, để ở cạnh cô sẽ có cảm giác thế nào? Có lẽ bất kỳ một gã đàn ông nào cũng xúc động và biết mình phải làm gì để xứng đáng với người đàn bà đó. Biết cách nịnh chồng đúng lúc. Gái khôn biết cách nịnh chồng, đây là câu nói khá đúng mà chị em nên học tập. Ai cũng thích được khen, đặc biệt là các ông chồng. Nếu được vợ mình khen thì chắc chắn chồng sẽ phỏng mũi ngay. Bởi sau cuộc hôn nhân, dường như các cặp đôi ít dành lời khen có cánh cho đối phương của mình. Do vậy, việc khen đúng lúc, đúng thời điểm sẽ khiến cho nửa kia càng yêu thương nhau hơn. Nếu nhận lời khen từ vợ, các ông chồng chắc chắn sẽ yêu thương vợ mình nhiều hơn lúc ban đầu. Chẳng thế mà ít khi công khai nói về chồng, nhưng Nhã Phương cũng từng không ngớt lời khen ngợi tài nấu ăn của ông xã Trường Giang. Có ai như chồng tôi không? Từ ngày hai đứa về chung một nhà thì mọi bữa ăn đều do chính tay ảnh nấu, riết làm tôi hưng luôn và không còn muốn ăn bên ngoài nữa, vì thấy không đâu, ngon bằng anh nấu. Bởi người ta nói đâu sai, phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời chẳng cần phải trưởng thành nữa. Hay như mới đây khi chia sẻ với báo chí, Nhã Phương cho biết cô hiện có cuộc sống hạnh phúc bên Trường Giang. Cô tự hào khi được gọi là bà xã của nam danh hài. Khi mà anh càng thành công thì mình càng hạnh phúc, mình sẽ thốt lên ô đây là chồng mình đó, vì đây là ông xã của mình mà, mình phải tự hào. Và thấy đấy, sau tất cả, cuối cùng Nhã Phương chính là người được quà. Giữa cuộc sống nhiều lọc lừa toan tính như ngày nay, nhiều phụ nữ đã để lòng tin rơi rớt đến vơi cạn. Thế nhưng, nhiều mối quan hệ phải ngậm ngùi đến cái kết đổ vỡ đầy tiếc nuối. Chỉ vì người trong cuộc quá cạn kiệt lòng tin. Đời phụ nữ thiếu tiền có thể kiếm lại, nhưng đừng để thiếu hụt lòng tin vào cuộc sống. Mặc ai chê cười là ngờ nghệch khờ khạo cũng chả sao. Phụ nữ chỉ cần giữ cho bản thân cái nhìn tin tưởng và tích cực vào cuộc sống, ắt sẽ chạm đến hạnh phúc.